Okay, now we learn the new word first in unit 22. A dolphin. Nó nghe chùm nuôn mùi. Dolphin. An elephant. An nó chùm nuôn mùi đá vì phải nằm một niềm số xung lê chất ra. An elephant. A sunbeam. A sunbeam. A pangolin. A pangolin. A pangolin. A pangolin. A dog, a water buffalo, a water buffalo, a tiger, a bear. The capital city, the capital city. Nghĩa là ở nó chùm luôn mùi, e nó chùm luôn mùi. Okay, now everybody look at chapter 8. There's no country like my country. Khmien prateh na doj prateh rabok nhom te. Like lai ni mini tha doj. Unit 22 Cold sing in my country. Đặc nông mê rê ni cư cô ổng nóng chong oi bốn. Asking and responding to questions. Group ban rib chom thot video me rian ni pi tompo nai me rian ti 22 ta sompo kang chong nai me rian ti 22 ko omnong samkhan chong hoy boun yok tok srau chriu bat tham pi boun rian nau sala hai bat boun aet yok video ni rian meur sa lang veng dambei pongreung chumneh dang robos boun bat tham ti. Okay, now look at what animal is it? Ta vi cư chìa sạch away khla. Animals sạch. Look at the photo. Relate mơ rụp thót. What are these animals? Ta sạch tiếng ổn lý. Cư chìa sạch away. Guess. Tìa. Ok, bọn tìa mơ guess. Number one, a cat. Which picture? Number two, a bear. Bear nó cứ khạc mồm, bear. Three, a dolphin. Dolphin nó cứ trep sọt, dolphin. A dog. Cat. A tiger. Khla. A sun bear. Sun bear. Là khmum. Sun sun mình là predator. Sun bear. Predator sun bear. Vì mình là phê tui phê thúng. An elephant. Đâm rầy. Pangolin. Pangolin. A water buffalo. Rồi bay. Okay, listen and check. Then listen and repeat. Okay, now listen. Tape script 8.22.1. A sun bear. A sun bear. A tiger. A tiger, a water buffalo, a water buffalo, an elephant, a cat, a pangolin. A dog, a dog, a bear, a dolphin,
We can now look at the pictures after listening. A sun bear, Yukichi sun bears, Lakmung. A tiger, Clark. Water buffalo, Krobai. Elephant, Nambrai. A cat, Chma. Pangolin, Satpungrul, Pangolin, Satpungrul. A dog, Shkai. A bear, Lakmung. Dolphin, tray dolphin. Some animals live with people. Satkla, runau chimui mulukria. Some live in the forest and sea. Kla, runau knong prey, forest, hainan samot. Where do these animals live? Tasat, teng oni, runau ena. Complete the table. Pompentaran. Animal that live with people. Sat. Dairunau chimui mulumlia. Animal that live in the forest and sea. Sat dairunau knong prey hai nang somot. Ketiho, a cat. Cat ni kư runau chimui mulumlia. Okay, now listen. Listen and check. Tape script 8.22.2. Some animals live with people. A cat, a dog, and a water buffalo live with people. Some animals live in the forest and seas. A dolphin lives in rivers and seas. An elephant, a sun bear, a pangolin, a tiger and a bear live in the forest. Upon I murder the poor and chump, Piroi Mapai. 8.22.2. Some animals live with people. Sat clack, you don't know, Jimoy. Manukania. A cat, such ma, a dog, such sky, and a water buffalo, hain and such krobai, live with people, runau chimui, manumania. Some animals live in the forest and sea. Sat kla, runau knong prey, hain and knong smot. A dolphin live in river, sat dolphin, runau knong Lê, hai nâng sầm mật. Elephant, sạch, đầm rấy, a sun bear, lạc mũng, and pangolin, hai nâng sạch bụng rũ, a tiger, lạc, and a bear, lạc mũng, live in the forest, rũ nâng nâng prey. Okay, the animal that live with people, cat, dog, water buffalo, and the animal that live in the forest and sea, bear, dolphin, tigers, sun bear, elephant, a pangolin. Sun bear nó mình đã có phép Clark Moon. เปรียบเลยคลากมุมประเภทนี้ยิ่งหาทา sun bear ดาวคลากมุมประเภทนี้ยิ่งหาทา bear ซึ่งประเภทก็เรียกคลากมุมนะปัจจัยประเภทคลากมุม sun bear อันนี้คือ bear okay listen one is not animal ที่เราหมวยนั้นมันเป็นจีสัตว์เท weak number ตาเลขหมวยนะ Who is he? Ta quan nó cứ chân là nà. Mình là ta viên nó cứ chân là nà. Okay, now listen to the recording in text script 8.22.3. When you listen to
the recording, you can open the book on page 220. Lại mở được tập 40 một page. Tape script 8.22.3. Tape script 8.22.4. Tape script 8.22.3. Number 1. I live in rivers and seas. I eat fish. Number 2. I am very big and heavy. I live in the forest. Number 3. I am man's best friend. I live with people. I sometimes sleep in their bedroom. Number 4. I am yellow and black. People don't like me because they're scared of me. I live in the forest. I eat other animals. Number 5. I am small. I am the smallest bear. I can climb really fast. I am black, but I've got a white mouth. I don't sleep at night. I look for food at night. Number 6. I help people a lot. I help farmers. I help them grow rice. I'm big, but people aren't scared of me. They like me. Number 7. I am smart. I like sleeping. I have a lot of friends, but my best friend is a pal. I like him. Sometimes. Okay, now everybody, open the book on page 220. Tape script 8.22.3. I read this and translate for you. What animal am I? Ta khnyom chi sat avay. 1. I live in river and seas. Khnyom ru nau knong tele hai nang somot. I eat fish. Khnyom sea trai. It is si nhắn. 2. I am very big and heavy. I live in the forest. Nhóm thông mắt hay thông ngôn. Heavy nó thông ngôn. Nhóm rùa nấu nông prey. The forest. 3. I am man best friend. Nhóm cứ chìm mật phẹt để lòng phật rồi bọc mật lục. I live with people. Nhóm rùa nào chìm mối mật lục mật điện. I sometimes sleep in their bedrooms. Nhóm chuồn cá đi nấu khăn ống bần tục đi rồi bọc bộ quạt. 4. I am yellow and black. Nhóm bò lướng hai bọc mặt. People don't like me. Một lúc này, mình chơi chết không thể. Because they're scared of me. Phụ quạt nó khai khá nhau. Scare nó cứ khai, phải khai. I live in the forest. Nhóm rô nâu khá nông, pray. I eat other animal. Nhóm xí sắc và tê thiệt. 5. I am small. Nhóm tôi. I am the smallest bear. Nhóm cứ chưa sặt lạc mũng để tôi bằng phật. Bear nó cứ phải sặt lạc mũng tôi. I can climb really fast. Nhóm ai lạng đàm chớ. Climb đàm chớ. Really fast. Lạng dạng lươn. I am black. Nhóm bọc mặt. But I've got a white mouth. Có vấn đề khi ông miến mọt
for sure. I don't sleep at night. Nhóm mình để tế ví dụ. I look for food at night. Nhóm rồi chấm này há đập ví dụ. Six. I help people a lot. Nhóm chui mồm đi gì chán. I help farmer. Nhóm chui cả có. I help them grow rice. Nhóm chui vụ kế đam sầu. Thừa sải. I'm big. Nhóm thùng. But people aren't scared of me. Còn mình thấy mồm đi. Mình khai kiếm thế. Delight me. Phụ kế. Mình là phụ viên đó. Và phụ quạt nó cứ chơi chật nhau. Seven. I am smart. Nhóm chẳng. I like sleeping. Nhóm chơi chật đấy. I have a lot of friends. Nhóm mến mật phẹt chỉ chẳng. But my best friend. Có bình tế mật phẹt để chơi chật chinh kết vào nhóm cứ. So far. I like him. Nhóm chơi chật quạt. Sometimes. Okay, now we turn to page 134 again. Listen, one is not anymore. Which number? Who is he? You remember? We can say Sopal. Sopal is the animal. Listen again my the question with the answer in the box. One, where do dolphins live? In rivers and sea. Two, what animal is very big and heavy? 3. When do sun bears look for food? 4. Why don't people like tigers? 5. Who like sleeping? Okay. The answer in rivers and seas. Because they scare elephant, daras at night. Okay. Where do dolphins live? Ta trip out, run out and out. The answer, in rivers and sea. Two, what animal is very big and heavy? The answer, elephant. Okay, elephant. When do sun bear look for food? Ta sun bear. Rồi chùm này ha. Được bên á. At night. 4. Why don't people like tiger? At ấy ban chia mình nụ mình mình chơi chật sát khá. Because they are scared. People who quẩn khai. Who like sleeping? Ta là nói chơi chật kì. Dara. Okay. Look at the sentences. Answer the question. My dog. What does your dog eat? Ta sạch chai rồi bọn nè. Chơi chật xì ấy. Where does it eat? Ta vì xì nâu. Thì cần lại nè. When does it eat? Tao vi si no pe na. Why does it eat? Hai đầu bấy vi si. How many puppy has it got? Tao vi miên con phần mạng. Puppy nâng con chai. The answer. It eat meat. Vi si sạch. It eat in the kitchen with me. Vi si no klong. Teh bài chung bức nhộng. It and see nhắm it. It eat in the morning and at night. We see paper high nung payo. It eat because it like eating. We see people the way you just see.
Không đá tại vì chưa chết xíu bên xìa. It got three puppy. Vì mình còn bảy. Okay, you read the question and mark the answer. Can you mark them? Example, what does your dog eat? The answer, it eat meat. Okay. Where does it eat? It eat in the kitchen with me. When does it eat? It eat in the morning at night. Why does it eat? It eat because it likes eating. How many puppy has it got? It got three puppy. Okay. Tick. Just what to talk about. Prao what nung dambay ni jay ampi ay. When, just when to talk about. Prao when dambay ni jay ampi ay. Just where. Prao where dambay ni jay ampi. Just why to talk about. Prao why dambay ni jay ampi. Use how many to talk about. Pra how many number ni jay ampi. Use who to talk about. Pra who number ni jay ampi. Circle. What? When does tiger eat? Chẳng phải bồn phụ quốc ta vô bị what? Rứt có bị when? Khla, sạch khla, si ấy. Nghe vô biểu what. Châm lái, để xa châm lái cứ other animal, sạch, rất đầy tiền. The answer in the forest, nó không pray. Chẳng. Where? Where do tiger live? At night? When? Do tiger look for food? At night? Because it keep them strong. People with thua ở phụ. People with thua ở phụ viên nó cứ cần là khẳng. Why do they eat? Why do they eat? One number. How many pet have you got? Pet pet nó mới ra sẵn là dương chỉ chầm lê những dương hào thá. Pet. Who, what is Dara's best friend? Support. Who is Dara's best friend? Ta mật phẹt đầy lo bằng phật đồ bọc. Dara nóng khi chân ở nà. Support. Okay. What's your favorite animal? Ta sạc. Để chơi chật chinh kê đồ bọc nãy cứ sạc ấy. Answer the question. Draw. Rồi cú đôi nít. What is it? Vì cứ chia vậy. Chọn là sạch để cho chất trình kê bọc ổn. Cứ sạch ấy. Ổn xe mở. A cat rồi có. A dog rồi có ấy. What does it eat? Tại vì xì ấy. Xì bài ấy rồi có xì sạch. When does it sleep? Tại vì đêm nó bê ná. Bê at night rồi có. Bê giúp rồi có bê tháng ấy. At night time rồi có at day time. Where does it live? Ta we don't know enough. In the kitchen, we got in the bedroom, in the forest, we got much. Why do you like it? Had I bought in that church at we? Because I like it, we got because I How many color has it got? Ta we mean poi ke? For brown, for red, for black, That same, okay. Tell your partner your favorite pet. Prap đại cụ đồ bọn nè. Sát đại chơi chất chinh kê đồ bọn nè. Chẳng lẽ nè lực rù mình ai cho bọn. Prap nè bàn tế để xa lực rù thọt chi video. What's your favorite animal? Ta sát đại chơi chất chinh kê đồ bọn nè. Nó cứ sát ấy là. Chứ cả sát vậy. Nì kê ta elephant. Sát đồng bài. Where does it live? Tao biết rồi nào anh á? In the forest. Chẳng sạch đầy dưỡng chui chất mềm và cọt thả. Cô rồi nào không kẹp vào dưỡng nghề. Chuyện cá sạch đầy dưỡng chui chất vì nó không prey. Nó không sống mất. Còn tái vì chỉ ca chui chất bỏ dưỡng.
Okay. Lie on the water. Vậy là chỉ biết nở lửa tây tật. Chẳng là dây phương tiện nở lửa tất cả. Look at the pic, look at the photos. Cái lấy mở rụp thót. What is it? Ta viết cứ chiều vậy. What is it? Where is it? Ta viết nâu cần lại nà. Where is it? Ta viết nâu trong cần lại nà. Guess the tell your partner. Prop lại cú rồi bỏ nè. Okay, can you tell your partner? Có vấn đề là cú thọt chứ mình ai thua sự cảm thiệp này bạn thế. So mà chưa sai. Read quickly. Does Panya like the floating village? Ta Panya chơi chật phùm. Anh đại thực tế. Dương hà sao? Floating village. Và xa phụ quát sang sọt tiếp. Rồi lời tật. Chẳng dương hào thá. Phùm nó dương hào thá. Floating village. Float, float. Nếu như thế anh đại float. Anh đại. Dương hào vô ING thế. Float nó cứ anh đại. Floating village. Okay, now listen. I translate this text for you. Hi, my name Panya. So stay chmur bọc nhóm Panya. I live in a floating village. Khiom runa phum on that tật mùi. Do you know what that is? Ta nạ đăng tê thà. Nú, cứ chia vậy. It mean, vi mê nê thà. I live in a boat. Khiom runa nông tụ mùi. I live on the water. Khiom runa nông tật. I go to school. Khiom tàu riêng. My school is a boat. Sala rabok nhóm cư chì tù. And our market. Hai nông xa rabok dưỡng cư nơ lợi tù phòng đại. I play basketball with my friends. Nhóm rùn nâu, nhóm lên kì lạ á. Bà bọc basket. Chỉ môi mật vẹn bọc nhóm chì chẳng. On a boat nơ lợi tù. We like basketball. Dưỡng chô chật kì lạ basketball. We play basketball after school. Dương lên kể là bà bó bần tò phì xà lạ. But we don't play football. Còn bần tay dương mình lên bà tọt thế. We can't play football. Dương mình ai lên bà tọt nó không tụ bàn thế. We don't have a football field. Dương mình miễn tà ràng bà tọt mùi thế. Football field cứ tà ràng bà tọt. What do you eat? Ta nẹ nhằm ở vầy lạc tớ. I eat fish. Nhóm nhằm trái. My friend eat fish. Mật phẹ rồi bọc nhóm nhằm trái. My mom and dad eat fish. Mạ rồi bọc nhóm hai nâng phá nhằm trái. We eat fish at all time. Dương hộp trái. Cụp bê vệ liền. Nhằm trái cụp bê vệ liền. We sometimes eat fruit. Dương chuôn cao. Nhằm phái chớ. And vegetable too. Hay nâng bần lái phong tài. Oh, I have a pet. Nhóm miến sạch. Trình châm lên mùi. It a dog. Viết cứ chữ sạch cả. His name is We. Mùa rộng bọc viên cứ We. I like We. Khiếm chơi chết ở We. We always go fishing together. Dương tay ta tâu đi sạch tới chì mùi kìa. Sometimes he is naughty. Chuyên cá lắm viên rộng bước nè. Naughty. Bước rửa khô chứ. Naughty. He eats all the fish. Vìa xí trái. Tầng ọc. Mà là cục bọc hệ tầng ọc. Do I like living in a boat? Ta khiom rửa nâu. Ta khiom chua chất rửa nâu. Nông tụ tế. Let's see. Tọc mỡ. Tọc cực mỡ. I'm happy. Khiom sơ bài chất nặng. I love my dog. Khiom chua chất chai rửa bọc nhộm. I love my friend, nhóm chơi chật mật phẹt ở bọc nhóm. And my family, hai năng cửa xa ở bọc nhóm. What do you think? Ta nạ cất chân mạch tài. Person phô bị bạc. Lập. Đi có ở toàn chế bọc phái phô ai. Lập được lúc bọc phái nóng mất xa tiếp với kiểu này. Okay. Read again. Answer the question. Chân cho ngài phô nóng cứ chơi xong lùa. Thế ngọt liền. Where does Panya live? Ta Panya runau ena?
in a floating village, in a boat. Lái bên P đó. When does he play basketball? Ta quạt lên ball bọc. Nó bên nào? Does he play football? Ta quạt lên bà tòa tế. Why not? Had a weapon. For what does he always eat? Ta quạt tay anh tay. Nhâm away. Lại. Five. How many pets has it got? Ta quạt miền sạch trên chấm lên phần mạng. What is his pet name? Ta chmua sạch trên chấm lên bà quạt nó cứ sạch ở vậy. Is he happy? Ta quạt sợ bài chất tế. Okay, you can read this text and answer all the questions. Number 1 to number 7. Your best friend, mất phép đã lo một phút robot nè. Write question about your friend. So say xùm lúa, ông bí mất phép robot nè. Don't tell anyone the answer. Không prap là nào mà nè nấu, chậm lại. Okay, now you can answer. What is his her favorite sport? Khi chong xuống ra ta. What is his favorite sport? What is her favorite sport? Chị ai xua khi có bán, xua hơ có bán. Ta cây là để chơi chất chinh kê rồi bọc quật. Rồi gọi ta cây là để chơi chất chinh kê rồi bọc nến cứ cây là ấy. Football, ball thoát. Basketball, ball bọc. Water skiing, cả chiếc ski lơ tật. Two, where is he see from? Ta quật niêng mô phì nà. Rồng phèn, bà đầm bóng. When you can write when his her birthday ta thay khu cầm lạt ở bọc quạt ở bọc niếng là về nào when the answer May hay June or January brother how many brother has he got 3, 4, 6 ấy chẳng mất what his her favorite food ta mà hộp hà để chơi chất trình kê bọc quạt bằng liếng cửa vậy quạt thế kế thế mà pizza hamburger xong với chứng he see doesn't lie quạt liếng mình chơi chất ấy why because it very small vì prove it tốt because it very hot vì prove it đau because it ấy cái phụ này sẽ xem đó, he, she doesn't lie ấy. The cat ấy chẳng đó. Lại cái phụ này sẽ xem lần này mà. What is your favorite animal? Thì hỏi, what is your favorite animal? The dog, cat, tiger chẳng đó. Who is he? Who is she? Ta quạt liên cư trên là ná. Chẳng hả? Phụ này. Các xung quanh bạn chẳng lại lệnh phẩm phẩm chẳng bạch tạm được rút vào bạn. Read your question to your partner. Can they guess who your best friend is? And xung lúa rồi bọn nè, tàu đại cứu rồi bọn nè. Ta phụ quạt nâng ai tiền. Ta mật phẹt đà lo một phần rồi bọn nè, khi chân là nà, ai được thế. What his favorite sport? Ta cái là để chơi chất sinh kê rồi bỏ quạt nó cưa vậy. I think it chấm cất thả it see nghĩa là kỳ dòi chấm lại see water skiing kachi ski. Ok lại như lực rù mình ai ôi ôi phở kachi cụ bàn thế. Where is it? Ta vía cứ nâu ai nà. What do you know about Cambodia? Ta đã đăng vầy khả ẩm tí Campuchia. Work in your group. Thưa cá nó không group rồi bọt nè. Answer the question. Chlai xong luôn. Guess the answer if you don't know. Thì chùm lại mớ tha ta. Rư gò bà sân nè mần đăng. Bà sân nè mần đăng. Chùm lại tha ta nè đăng hỏi. One. What is Cambodia money? Ta lời
Campuchia nó cứ ấy không ai đó real the la real and the la real where is this ta ni cứ no ai na xiêm riệp và đầm bóng nông phèn okay three what is Cambodia capital city ta ritani capital city nó ritani ta ritani Campuchia nó cứ ở vậy Sihanoukville nông phèn xiêm riệp four what province in Cambodia is the biggest ta khát đã thông chuyên kế nâng ạ bóng phát nó cầm một chiếc cứ khát nạ cầm bóng thông một đồ kỳ rí xây Hà Nội Việt cầm bóng ai chơi rực cầm bái và xù vào đại cố vần đại lục rù thọt đi đổ với chân bóng bằng ai thôi bạn thế này nó lấy bạm lấy bóng môi tiết lấy bóng và when is royal flowering days ta thang ngay trọt rin bì thi trọt rin ngang qua lắng cứ nó bây nà in April, in August, rin có in May cho nó tây đây và tây cầm chia dẫn nó cả lạp tây á và xô mà chia sái cả lạp tây và tây cầm chia nó ngại cả lạp tây và tây đây cô cái rụt mình dây cho lòng cả lạp tây bởi tay cầm chia dưỡng bên tay cả lạ màn nè nè 7 Cambodia has got 3 neighboring country ta cho người ta bởi tay cầm chia dưỡng bên là bởi tay đã nơi chọp chất khang bay cho người ta bởi tay nạc lạ tay đã nơi chọp chất khang dưỡng nước miền ấy kế miền Lao Việt Nam Thailand miền Lao Việt Nam Malaysia Thailand, Malaysia, Philippines. Bốn đang dùng lại đấy. Lào, Việt Nam, Thailand. Thấy chưa? Tây cả Lào ấy nhỉ? Bìa. Ok. Ok, mê rình dưỡng cư mặc đò trong chùm lạch những cư trò bàn mình chọn. Số mà con phôn phố này bàn chùm lại bê bê lía. Mơ video mê rình bỏ lục rú. Tăng bị đám rồi đã chọn. Nói nông bí rin này cứ bố nâng dồn cho bác ông bí ca xua xung lúa đập ra bí tập dụi quét sân căn này cho bác. Chính xô mà chính xe chung bố ca bằng riêng là bọc lực rú. Miền cầm hộ ca làng ra chê tà nà nà mối bằng ca chạy recording ở bốn snap chân ca ai chạy cho lòng và xô mà chính xe hay lực rú của bạn chạy xa là mình ở bốn snap này. Và xong mà cốt bộ phân tập ở kia xa chết mấy bởi sân bộ ổn mình dồn rằng là bộ ổn ạch mở video này xa chết mấy video này cứ bằng cách là nó gồm nó phụng rừng chùm này đang bộ ổn bằng thám bằng tốt bị bộ ổn riêng nào xa lạ chẳng bộ ổn ạch mở video vào lúc rù làng quên và chùm rừng rừng bộ phân tập ở kia chụp kia mê rên tí mà phải bày goodbye.